Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay được anh em hỏi rất là nhiều về các dòng xe như là Sachia Sonic này, Raider, Exciter 150, 135. Thì hôm nay thì mình sẽ tổng hợp vài cái mẫu xe để anh em tham khảo ha. Thì đầu tiên thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Cửa hàng có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp ha. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Đấy, anh em nào ở gần thì cứ ghé đến trực tiếp nhé. Cửa hàng thì có xe thì ra về hàng ngày em ạ. Đấy, có rất là nhiều mẫu xe, nhưng hôm nay thì mình cập nhật về vài dòng xe này để anh em tham khảo ha. Đấy, anh em nào mà ở xa thì mình chỉ cọc từ khoảng là 3 đến 5 triệu thôi. Khi nhận xe rồi mới cần thanh toán nốt anh em nhé. Rồi, hôm nay thì mình lại vào gặp anh Tú để xem là hôm nay có mẫu xe nào mới về và giá cả hôm nay như thế nào ha. Rồi, hello anh Tú ha. Ok, chào Thắng nha. Dạ. Chào toàn thể anh chị em. Ok. Nay mình với Thắng tiếp tục cập nhật về cái dòng với lại Dạ. dòng Rider Sachia nha. Ok. Đấy. Có một số mẫu mới về, một Ok. số mẫu Đây. là có sẵn. Đây, mình sẽ cập nhật chiếc này trước này. Chiếc này như cũng mới về luôn này. Này Đó. là URC mà nó chưa có lên tem. Ok. Con bốn này triệu 800 cho anh chị em. con Cái này này chắc là mai mình mới cho anh em mai nó dán tem được. dán tem lại không? Xe Đấy. rất là đẹp. Con này nhìn cái mình có thể là lên mấy cái ốp cho này. Này cái Cảng ốp. cản nè. Cản này có đèn luôn này. Đấy. Có đèn luôn nhá. Mấy cái mẫu xe này thì giờ giá cũng rất là mềm rồi anh em ha. Mềm lắm ạ. À. Nó lên là cái chóa keypad đồng hồ điện tử. Ok, đấy. Chó này là hai tầng luôn này. LED Keypad hai hai tầng. tầng. Đấy. Ok, Xe máy móc máy móc êm êm không? zin. Máy móc rất êm luôn. Biển số 94. Rồi. Để cho anh chị em 14 triệu 800 nhé. Đó, Mai 148 dán thôi. cái cho anh em dán cái tem rồi. Rồi, Tiệm nó ok. dán tem. Đó, 148 thôi, rất là mềm. Còn 148. đây, S3 là 135 luôn. Mình đi cái dòng này 135. Chiếc này nó biển số 60. Xe mới đổi, chưa có rửa dọn được. Chiếc này cũng chưa rửa luôn anh em. Đây, xe đang hơi Xe bẩn xíu nha. Cái nước sơn zin luôn, chưa rửa luôn. Máy rất êm anh em nhá, biển Đồng Nai 60 này. rất êm. Đó, thì thầm luôn. Nhìn vậy thôi, rửa cái len keng ngay. Rồi, Xe rất ok. đẹp. Rồi, chiếc Con này này thì đã máy 13 triệu 800. Xe 13.8 rất rồi. zin nhé, biển số Đấy. 60. Máy móc cực êm anh em nhá, rất là êm luôn. Đấy. Còn bên đây cũng là ẹt 135 nữa nhá. Chiếc này sẽ là 12 triệu 8 cho anh chị em. Rồi, 12.8 luôn. 12 triệu 800. Đấy. Máy móc êm zin. Ok, thì thầm luôn. 12 triệu 8. Đó, xe rất là cứng nhá. Còn Zin chiếc này êm. cũng là 135 này. Biển số 85. Chiếc này 85 này. Rồi. Chiếc này biển số 72. Bị 72 Vũng Tàu quá ta. Bộ móc Bộ móc à. mới về mình chưa kiểm tra máy zin êm Rồi. đó đó cũng là 12 triệu 800 thôi. Con này 128 luôn. Đây S135 thì bên này vẫn còn lại một chiếc bên này nữa anh em này. Đây, chiếc này cũng là một chiếc URC. URC. Đấy. Đây, đèn cũng là đèn LED hai tầng. Cũng có lên cái cản cản sau đó. 2014 biển này là 71 à 73 biển số 73 73 à, 2014 UPRC rất là đẹp. ok 14 triệu 800 rồi cho anh 148 chị nhé. em nhé. Đó, còn 150 thì hôm nay bên này vẫn còn mấy chiếc 150 luôn. Đây, 150 thì nó sẽ là 16 triệu 8. Cái mẫu xe 2016 nha anh nhé. Con này 2016 168 luôn. 2016 16 triệu 800 thôi. Rồi, Rất là đẹp. ok. 17 triệu 8 như mẫu 2017 biển số 73 Quảng Bình nhé. Chiếc này hết mình để 178 nha. 17 triệu 8. Rồi. Con này. Chiếc này cũng là 17 triệu 8 cho anh em. 178 luôn. Cũng là đăng ký 2017 luôn. 2017. Biển số 78 nhé. Xe ok. nó còn chất còn rất là Xe rất cứng nhá, cứng cứng cáp cáp liền zin. làn nhá. 16 triệu 800. Chiếc này 168. Cái này bữa hôm không, cái con kia là biển số 23, chiếc này biển số 69 Cà Mau mà.
biển Cà Mau nhé, biển Cà Mau 9 đâu. À, đăng ký 2017 à? 2017. Order 35 ngày. Ok. Rồi, ok ha. Đó, qua bên luôn. Này còn hai mẫu ẹt nữa. À, ẹt là... đây. Một chiếc 150 biển số 63. Đó. Rồi. Chiếc này mấy bữa là mình để cái hàng kia. Máy 50. Mọc nhẹ hiu, êm ru. Xe 017 17 triệu 800. Order 28 ngàn nhé. Okay. Xe rất là 17, đẹp. 8 luôn. Cái xe này có đuôi nhá. Có đuôi anh chị em nào đuôi jean vẫn còn luôn. Nếu muốn lắp thì mình lắp luôn. Đuôi jean vẫn còn, biển 63. Không có thì mình giao đuôi. Ok. Rồi 30 triệu 800 cho em ẹt 2022 biển số 73 Quảng Bình. Đó, khóa sở mắc cây. Rồi. Con này 30 triệu 8 là anh Tú là bao hồ sơ luôn đúng không? Đúng rồi, bao rút hồ sơ cho anh em. Anh em không rút hồ sơ thì trừ thêm phí em luôn. Yếu bình đẳng quá. Xe đẹp, cứng cáp ha, dàn chân ốc tán đẹp. Đấy. Con này là chắc là nguyên bản luôn anh đúng không ha? Xe nguyên bản. Xe nguyên bản luôn nhá. Chắc là đang yếu bình nhỉ? Yếu bình. Này yếu bình. Mở sang đây quá không hồi. Đó. Hồi lại không mở được. Ok. Đấy, biển 73. Biển 73. Rồi. 30 triệu 800 bao rút hồ sơ cho anh chị em. Rồi. Mà anh chị em nào mà không muốn rút để biển vậy chạy thì mình sẽ trừ lùi 2 triệu cho anh chị em nhé. Ok. Đấy, không rút hồ sơ thì trừ 2 triệu là còn 28 triệu. Rồi. Còn bên đây thì có một số cái mẫu như là Sachi Sonic rồi Rider nhá. Có cái mẫu Rider. Rider trước luôn. Rider FI. Đó. Em này biển số 38 xe 022 23 triệu 800. Chiếc này là nguyên bản luôn anh Tú hả? Đó là xe nguyên zin. Đó, nguyên zin nhá. Mình đã là bô bỏng đuôi được là zin hết luôn anh em ạ. Đó, máy móc rất êm luôn. Rất là đẹp. Đó. Ok nhá. Rồi ok. 23 triệu 800. Rồi, 238. Ở thằng đây sang có Sachia. Sachia 2019. Sachia 2019 thì chiếc này mình có giảm xuống còn 23 triệu 8 rồi. À, cũng 238 luôn. Video trước mình có giảm đó. Đấy. Rồi. Xe thì máy móc nguyên zin. Có lên được cái lọc gió trụ và gọt cái yên vậy thôi. Ok, còn đó là máy móc zin này anh em nhá. Còn xe rất là zin đẹp. Rồi. Vỏ lốp này kia anh em chỉ sẵn đổ xăng chạy thôi. Okay. Khi mua xe thì mình có tặng kèm dầu và nón rồi. Đây cũng là Sachia luôn anh em này. Cái này yếu bình đề quá, không lên nổi luôn. Sachia cũng là biển số 60. Nó là mẫu xe 2020. Cũng là xe zin luôn à. Bữa nay còn có 24 triệu 8 thôi. Đó. Cũng là nguyên bản hết em nhé. 248 thôi. 24 triệu 8 thôi. Đó. Nói chung là những cái giá xe cửa hàng là báo là chưa bao hồ sơ anh em nhé. Anh em rút hồ sơ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em rút nhé. Đấy. Rồi, còn sang bên này thì có một lô Sonic cũng khá là nhiều nha. Sonic thì cái mẫu này nó là biển số 83 này. Nó màu đen nhám. Rồi, màu đen. Xe 022, hôm nay còn có 6 triệu 800 thôi. Đó, 268. Những cái dòng Sonic này là bên mình là máy móc là zin hết anh Tú hả? Đúng rồi. Đấy. Chiếc okay nào nhá. Mà máy móc làm sao như thế nào mình sẽ báo anh chị em trên video luôn. Trong khi quay có thể là mình quay sẽ không được chi tiết nhá. Anh em là còn chi tiết hơn cứ liên hệ Zalo anh Tú ha. Anh Tú sẽ chụp hình quay video kỹ cho anh em nhá. Đấy. Đó, máy móc thì tỉ thầm luôn. Order 22 ngàn. Ok. Rồi xe 2023. Order 8 ngàn. Ồ, con này mới đi 8 ngàn thôi anh em này. Order 8 ngàn. Vỏ lốp vẫn còn gai lông xe nhé. Xe nguyên bản luôn. Đây. Vỏ lốp còn dày cui và còn gai gió luôn nhá. Đó. Rồi. Con này 8 ngàn cây này, xe nguyên bản ha. Đấy. Máy móc thì khỏi bàn rồi. Con này thì hôm nay để ra mấy nhỉ? Đó. Trước đó sẽ để cho anh chị em là bằng 30 triệu bao rút hồ sơ. Con này 30 triệu bao hồ sơ luôn. Đấy. Và cũng như trước kia, nếu mà anh em không rút hồ sơ thì mình trừ lùi cho 2 triệu nhé. Ok, không rút hồ sơ sẽ trừ 2 triệu cho anh em luôn. Đúng rồi. Rồi. 27 triệu 800 cho cái bản Happy. Rồi ok, đây số nick này. Đó.
order 14.000. Xe cũng là nguyên bản hết anh em nhá. Đấy, xe nguyên bản luôn. Vô bóng là nguyên bản luôn nhá. Đấy. Xe rất zin. Đẹp. Ok. Đó. Xe rất đẹp. 27.8 anh có ha. 27.800.000. Ok. Đây. Đây có chiếc màu trắng. Thấp nhất trong cái dòng Sonic ở bên nhà mình thì có cái mẫu 24.800.000 này. Đó là cái mẫu 2019-2020 nhé, đăng ký lại 2023 này. Đó. Rồi, con này là giá rẻ nhất luôn. Biển số 86. Ok. Honda cái này như đó, 248. Honda 26.000 nhé. Rồi, ok. Máy móc thì vẫn nguyên zin. Đó, máy thì thầm luôn em ạ. Đấy. Cái màu này thì giá nó thấp hơn một chút. Ok. Đó. Em đăng ký 2023 này, biển số 70. Biển số 70 là của Tây Ninh nhé. Biển Tây Ninh. Order 17.000. Đó, 17.000 cây. Order 17.000 cây. 26.800.000. Rồi, 268. Lại một em mông đỏ tiếp theo này. Em này order 20.000. 25.800.000. Rồi, 25.8 luôn. Cái này biển số ở đâu ta? Ôi, okay. Rồi, đấy, anh em nào cần quan tâm chiếc xe nào thì cứ liên hệ ha. 68 nhé. Đấy, cũng là nguyên bản hết em nhé. Đấy. Mẫu xe nguyên zin rất còn đẹp. Chiếc kế bên này. Ở bên này có một em đến từ biển số 67. Xe 020 cũng là 25.800.000. Biển 67 An Giang nhá. Đấy. Chiếc này thì có lên cái cùm cùng tăng tốc Domino vậy đấy ha. Rồi. Order 22.000. 22.000. Rồi. Xe rất lộ. Còn đây 25.800.000. Đây có chiếc Sonic cuối cùng luôn. Đó. Rồi 26.800.000, xe 022, biển số 62. 62 Long An nha. Rồi, mình sẽ xem nào, con này cũng là 18.000. Nguyên bản luôn. Xe zin nguyên. Rồi. Rất là cứng cáp liền lạc nhé. Ok. Đó, để lên cái máy nhé. Rồi. Yếu bình vậy hả? Yếu bình. Yếu bình à. 268 à. 26.800.000. Rồi, ok. Đấy thì anh em nào mà quan tâm chiếc xe nào hay cần tư vấn về trả góp hay là cần ship xe về đâu thì cứ liên hệ anh Tú nhé. Mình nghĩ là đối với cái mẫu xe này thì mình dưới 30 triệu thì có thể là anh em không cần trả trước cũng được. Hoặc là anh em mới trả góp á, mình trả trước khoảng 4 đến 5 triệu thì là sẽ lên rẻ lên hồ sơ hơn nhé. Đấy. Rồi, anh em ở gần thì có thể ghé đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương để xem xe trực tiếp nhé. Có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp. À, anh em cần tư vấn thì liên hệ nhé. Hôm nay thì mình cập nhật tổng hợp một số cái mẫu xe cũng là mới về, cũng như là một số cái mẫu xe Sachin Sonic, Exciter để anh em tham khảo ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc tại đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em cái video sau. Hôm sau có xe về thì mình lại cập nhật sau cho anh em nhé. Ok, rồi ok, chào anh Tú nhé. Ok, chào Thắng nha, chào toàn thể anh chị em các bạn nhé. Dạ, ok, đấy còn em cần mà báo giá thêm mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới ha. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Xin chào, hẹn gặp lại ha.